Đây, sau khi đã xong kem thì sẽ gấp ra ly như này. Đây. Máy kiến. Máy kiến. Chị cho mang cho mình. Bắt đầu chị Phúc. Chị Phúc cho ra cái cốc, con ra lấy một cái cốc thủy tinh. Đây. Chị. Trời ơi. Nào con. Được chưa, được chưa? Được, rớt xuống đất rồi. Thôi cốc này của Kiến nó đẹp rồi. Thì ăn cái này luôn. Cái này khi mà gấp thì các bạn gấp kem thì mình chỉ cục vào cái bát này thôi này. Cái khi mà ấy thì cho ra ly thì mình sẽ ấn để cho nó nhả kem. Con muốn mua. Con đang tăng chiếu. Con đang tăng chiếu. Nào cho con nữa nhá. Đấy. Thôi cái này. Rồi. Đây con lên mời mẹ với chị Phúc chung một một ly thôi nhá. Tại vì nó ít. Mai mình sẽ làm nhiều hơn. Thì sẽ mời mọi người. Rồi, mỗi người một thìa ăn thưởng thức. Rồi, mang lên đi con. Mang hai cái thìa đấy. Đây con. Đây mời hai con cháu thưởng thức chung ly kem xoài. Đá hay là gì đây mà ăn? Đổ ra đây.